trận đấu này được mắt bởi kênh Volleyball VCT Bè Núi Tử. Vâng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Ngô Lê. Thì tiếp tục trận bóng chuyền tránh giải, bóng chuyền nam bồn bồn đánh cúp Dũng Sơ Bót lần 2 năm 2022 ở sân vận động Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Thì chiều ngày hôm nay là sẽ diễn ra trận tránh giải 3-4 giữa Nội Thất Quốc Khánh và Cà Phê Linh Giang. Bên nhóm kinh Quốc Khánh gồm có ngoại binh như là Thắng Con và Lê Thanh Thành của Hà Tĩnh. Còn bên Cà Phê Linh Giang có ngoại binh như Lam Trọng Bàng, Cú Em. Và 6 tiếng còi trọng tài thì trận đấu sẽ bắt đầu. Giải bóng đá tranh cúp Dũng Sơn Bót lần thứ 2 xin phép được bắt đầu. Chuyền lên bóng rồi. Vẫn là đội tuyển Quốc Anh. Phòng thủ thành công. Thắng Con. Một pha bóng rất mạnh của Thắng Con như là. Vậy là Cà Phê Linh Giang đã có điểm đầu tiên. Điểm số 1-0 cho Linh Giang. Đúng một tốt rồi. Lê Thanh Thành. Vậy là Lê Thanh Thành đánh bóng không qua hàng chắn của Cà Phê Linh Giang. Điểm số là 2-0 cho Linh Giang. Bước 1 tốt. Vậy là Thằng Con đánh bóng không qua hàng chắn. Điểm số 3-0 cho Linh Giang. Bước 1 tốt của Lê Thanh Thành. Vậy là có điểm cho Nhôm Kính Quốc Khánh rồi. Điểm số 1-3 cho Nhôm Kính Quốc Khánh. Chuyền một bóng rồi. Vậy là Cú Em đánh bóng ra ngoài mất rồi. Điểm số là 2-3 cho Quốc Khánh. Và bóng Cú Em đánh vào người của trọng tài biên làm bẫy cờ. Bước 1 tốt rồi. Lam Trọng Bàng. Một pha bỏ bóng rất tốt của Lam Trọng Bàng về điểm số 4-2 cho Cà Phê Linh Giang. Lam Trọng Bàng là một cầu thủ vẫn chưa thủ. Anh tham gia rất nhiều trận bóng đá rồi. Xin lỗi mọi người, vừa rồi thì bị một pha tai nạn, bóng trúng vào chân máy. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Điểm số là 92. Chuyền bóng tốt rồi. Lam. Lợi thế chuyển qua Lê Thanh Thành rất tốt.
pha đánh bóng rất mạnh của Lam Tràng Bàng, nhưng bóng rất đáng tiếc, bóng đã ra ngoài mất rồi. Điểm số 10-12 cho Nhôm Kính Cúc Khánh. Pha bịt bóng không qua lưới của Cúc Khánh. Ghi về điểm số cho Cà Phê Linh Giang 13-10. Thời tiết chiều hôm nay là khá ủng hộ cho hai đội bóng đang thi đấu. Thời tiết rất mát, rất dễ chịu. Lê Thanh Tân ra ngoài tầm bóng cỏ ai đây? Một người tên một ngoài tầm không nhỉ nhỉ? Đó là pha đánh chân giữa Long Cảng Vàng và Thua. Mới một người ta. Không tin. Một pha bỏ bóng của Lam Tràng Vàng, à của cô em. Ghi về điểm số 14-13. Lợi thế tuyệt vời của Thanh Thành thì những trận bóng này thì không thể là có cơ hội điểm được. Liên tục là những pha phản bóng của đội tuyển Quốc gia Nội Bình. Tràng Bàng đánh bóng không qua hàng chắn. Điểm số 13-14 cho Quốc Khánh. Một điểm số nữa thôi. Đội tuyển Quốc Khánh sẽ dẫn đầu đi ra. Đây là một pha đánh bóng không qua chắn của cô em. Điểm số 14-14. Một pha rồi bóng của Lâm, của cô em. Điểm số 16-14 cho Cà Phê Linh Giang. Vậy là pha bóng không hiểu ý nhau rồi. Điểm số 15-16 cho Quốc Khánh. Một pha rời bóng của cô em. Điểm số 17-15 cho Cà Phê Linh Giang. Hai đội có lên. Trận đấu ba trận này thì đánh nhau 5 set thôi, 3 set thôi. Cho nên hai đội cần lưu ý và cố gắng. Trận Lan!
Pha đánh bóng vào góc của QM. Điểm số là 19-16 cho Cà Phê Linh Giang. Một pha rồi bấm của Lê Thanh Thành đi về điểm số 17-19 cho Quốc Khánh. Vậy là Lam Trà Bàng đánh bóng không qua hàng chắn của Lê Thanh Thành. Điểm số 18-19 cho Quốc Khánh. Một điểm số thôi thì đội tuyển Linh Giang sẽ set ba cho trận đấu đầu tiên này. Cô Lê Thanh Thành. Lần này thì anh đã thành công rồi. Vậy là có điểm cho Cà Phê Linh Giang rồi. Điểm số 21-18. Của Lê Thanh Thành ghi về điểm số 22-20. Nhưng bóng đã đi ra ngoài mất rồi. Điểm số là 22-20 cho Cà Phê Linh Giang. Cảm ơn chủ kỳ hộ.
quyền tấn công thuộc về đội tuyển của thắng con và lên lên này quyền một đóng đôi anh cho qua luôn không qua anh chuyền cho thắng con đấy. Đây là pha bóng gõ lòng tay của thắng con ghi về điểm số 21-23 cho Quốc Khánh. Thắng con năm nay mới 25 tuổi, anh có một chiều cao 1m78. Quyền nhỏ con nhưng anh đã bật chất cao hơn. Phú Em phòng thủ thành công. Một pha chuyền hai cho ai? Đấy là Phú Em. Vậy là lần này Phú Em đánh bóng góc qua hàng chắn rồi. Điểm số 22-23 cho Quốc Khánh. Bên Linh Giang được điểm số của tôi, nhưng đây là điểm số 3 rồi. Ai đây? Vẫn là. Vậy là Cú Em đã một pha dội bom rất mạnh. Điểm số 24-22 cho Cà Phê Linh Giang. Vẫn còn. Vậy là một pha bóng rất mạnh của Lam Tràng Bàng kết thúc trận đó, sẽ đóng thứ nhất của trận tranh giải 3-4. Hai đội đối sân và chúng ta sẽ theo dõi xét đấu thứ hai. Vâng, chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai trận tranh giải 3-4. Vậy là có điểm đầu tiên cho Cà Phê Linh Giang rồi. Điểm số 2-0 cho Linh Giang. Vậy là trọng tài xác định là Linh Giang đã có điểm. Điểm số là 3-0 cho Linh Giang. Một pha dội bom của Cú Em. Điểm số 4-0 cho Cà Phê Linh Giang. Vậy là 5-0 rồi. 5-0 cho Linh Giang. Một pha mở bóng rất hay. Điểm số là 6-0 cho Linh Giang rồi. Pha bóng đánh vào tay chắn của thắng con. Ghi về điểm số cho Quốc Khánh là 1-6. Được bốn tốt rồi. Phòng thủ thành công.
còn bỏ bóng thành công. Điểm số là 2-6 cho Quốc Khánh. Vậy là bỏ bóng tốt của Lam Tràng Vàng. Ghi về điểm số cho Linh Giang là 7-2. Vậy là Thanh Thành gõ bóng ngoài sân. 8-2 cho Cà Phê Linh Giang. Một pha bỏ bóng của Thắng Con ăn điểm trực tiếp. Điểm 3-8 cho Quốc Khánh. Một pha đánh bóng ăn điểm trực tiếp của cu em. Điểm 9-3 cho Linh Giang. Vậy là Lê Thanh Thành bỏ bóng thành công rồi. Điểm số 4-9 cho Quốc Khánh. Điểm số là 14 cho Linh Giang. Pha vào bóng tinh tế của Lam Tràng Vàng. Đội điểm 11-4 cho Linh Giang. Hai đội xin tranh quyền hội ý rồi sắc đấu thứ hai. Tốt của Lê Thanh Thành. Điểm số 5-11 cho Quốc Khánh. Bỏ bóng tốt của Cà Phê Linh Giang. Điểm 12-5 cho Linh Giang. Không thành công rồi. Điểm 62 cho Quốc Khánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một pha phù đồ rất hay, mang tính chất rất tốt. Thành Thành, vậy là pha cấp cò của cú em. Điểm số là 13-6 cho Cà Phê Linh Giang. Đụng một tốt của Lê Thanh Thành. Một pha dội bòn vào vạch 3m của Lê Thanh Thành. Ghi về điểm số 7-13 cho Quốc Khánh. Không biết là Lê Thanh Thành có thưởng hay không. Một pha cắm vạch 3m. Vậy là Lam Trảng Bàng đánh bóng ra ngoài sân mất rồi. Điểm số 83 cho Quốc Khánh. Vậy là Quốc Khánh viết bóng ra ngoài. Điểm số 14-8 cho Cà Phê Linh Giang. Vậy là gõ bóng không qua lưới của cung em. Điểm số 94 cho Quốc Khánh. Một pha dội bom của cu em. Ghi về điểm số 15-9 cho Cà Phê Linh Giang. Một pha gõ bóng thành công của Lê Thanh Thành. Điểm số 10-15 cho Quốc Khánh. Vậy là Quốc Khánh viết bóng không qua lưới rồi. Điểm số 16-10 cho Cà Phê Linh Giang. Đục một tốt của Lê Thanh Thành. Vậy là một pha dội bom của Lê Thanh Thành, nhưng đáng tiếc bóng đã ra ngoài mất rồi. Điểm số 17-10 cho Linh Giang. Chia Hải. Lê Thanh Thành đánh bóng bật tay chắn ra ngoài. Điểm số 11-17 cho Quốc Khánh. Ủa, có con chú đấy. Ô được vậy. Điên có cho ăn tiếp à? Đấy, lên đứa chú lên cùng cạo đó. Vậy trọng tài xác định lỗi đội hình rồi. Điểm số 18-11 cho Cà Phê Linh Giang. Số 18-12 nghiêng về Cà Phê Linh Giang. Một pha bóng Lam Trảng Bàng đánh bóng không qua lưới. Điểm 13-18 cho Quốc Khánh. Oh!
pha dội bom của Cú Em ghi về điểm số 19-13 cho Cà Phê Linh Giang. Vậy là Lê Thành Thành đánh bóng không qua lưới rồi. Điểm số 20-13 cho Cà Phê Linh Giang. Hai đội giành quyền hội ý ở sắc đấu thứ hai. Tốt rồi, Lê Thanh Thành. Vậy là Lam Tràng Bàng bỏ bóng không qua lưới. Điểm số 14-20 cho Quốc Khánh. Vậy là pha bỏ bóng thành công của Cú Em. Điểm số 21-14 cho Cà Phê Linh Giang. Một pha bóng rất khó chịu, bóng giật lưới. Ăn điểm trực tiếp. Điểm số 22-14 cho Linh Giang. Vậy là Lê Thành Thành đánh bóng không qua hàng chắn của Linh Giang. Điểm số 23-14. Bỏ bóng thành công của Quốc Khánh. Vậy là trọng tài xác định Cà Phê Linh Giang đã có điểm thứ 24 rồi. 24-14. Một pha đánh bóng bạt tay chắn rời xuống phần sân của Cà Phê Linh Giang. Điểm số 15-24. Một pha bẻ cổ tay dội bom của Cú Em kết thúc set đấu thứ hai. Và Cà Phê Linh Giang đã chiến thắng.